Chào tất cả mọi người ha. Hôm nay sẽ chia sẻ cách in in cái tờ bìa màu xanh cho những cái bài bài tiểu luận, luận văn vân vân, báo cáo tốt nghiệp vân vân. Thì như như thế này này. Đây, những cái bìa như thế này này đó đó, như thế này. Làm sao để mình in ra như vậy? Thì ví dụ như bây giờ mình có một cái file như thế này, có rất là nhiều trang ha, nhưng mà bây giờ mình muốn in cái tờ bìa này, in một cái tờ bìa này thôi, một cái tờ bìa này ra giấy màu xanh. Thì đây là file Word ha, thì mình muốn in cái tờ này muốn nhanh nhất á, mình bấm chuột vào này, chuột mình đang ở đây nha, mình rê lại cái trang này, mình bấm một cái ha, mình bấm một cái ở đó, sau đó mình bấm Ctrl P. Ctrl P ha. Giữ Ctrl, bấm chữ P. Đó. Thì á mình bấm chuột vào đây. Đó, mình bấm chuột thì chuột nó nháy nháy ở đây nè, thì mình bấm Ctrl P ha. Sau đó máy in mặc định của mình là Ricoh, đây là hiển thị những cái trang cần in khu vực này. Trong này á, trong cái chỗ mà print on file này, mình để in nó là sẽ in hết tất cả các trang, đó nghĩa là in 73 trang, nhưng mà mình muốn in một cái tờ này thôi, một cái trang này thôi. Thì mình sẽ bấm vào cái này đó, sau đó nó hiện cái bảng này lên này ha, print on page, hoặc là bây giờ muốn in như vậy thì mình bấm print current page, có nghĩa là in cái trang hiện tại đó, chỉ in cái trang hiện tại này thôi, in cái trang mà con chuột đang ở vị trí đó, con chuột của mình đang ở cái trang này á, mình đã bấm vào cái trang này rồi á, cho nên là nó sẽ xác định là nó in cái trang này, một cái trang này thôi, không in trang nào nữa hết. Đó. Thì ở đây á, mình sẽ in trang này lên tờ giấy bìa, nhưng mà in một mặt nè, mình bấm một mặt ở đây nè ha, nó có cái lật này, nghĩa là nó đang in hai mặt, thì mình không có muốn in hai mặt, mình muốn in một mặt, thì mình bấm vào đây. Sau đó mình chọn cái đầu tiên này. Đó, cái tờ giấy mà phẳng á, tờ giấy nó phẳng hết, nó thẳng, không có gấp cái nào hết, là nó in một mặt. Còn cái này nó in hai mặt nè. Đó, mình chọn cái phẳng. Sau đó mình muốn in cái tờ bìa này ra ra bìa xanh, thì mình bấm vào đây. Property ha. Mình sẽ cho cái tờ bìa xanh á, nó in từ cái khay giấy, khay tay của cái máy photo ha. Lát nữa thì mình sẽ quay. Thì trong chỗ này này, input tray là cái khay mà khay đầu vào, nếu mình để auto tray select thì nó sẽ chọn ngay cái trang nào, cái khay nào mà có giấy A4 sẵn, nó sẽ chạy tự động, nhưng mà mình bấm vào đây này đó, mình chọn bypass try là khay tay ha, sau đó mình bấm ok, sau đó mình bấm print nha.
bấm free nữa, nó in một tờ này lên bìa xanh này. Thì á mình sẽ mở cái máy, quay cái máy, cái máy photo lên cho mọi người nhìn. Đó. Đây. Mình đã bỏ cái tờ giấy giấy màu xanh vào đây. Bỏ sao cho mà nó khớp, nó vừa với cái khổ giấy A4. Cái tờ giấy A4 mình để dọc vào nha. Mình chỉ cần mình đút cái tờ giấy vào đó nó đúng vị trí á, hai cái đầu hai bên nó vừa tiếp xúc với cái tờ giấy nó, thì cái tờ giấy mình vừa đưa vào thì cái máy in nó sẽ nó chạy luôn, nó sẽ rút tờ giấy nó photo ra một cái tờ bìa xanh bình thường ha. Thì mình hướng dẫn cho mấy bạn photo, nhân viên photo có thể in bìa một cách dễ dàng. Từ cái máy máy tính sang cái máy photo bằng cái bìa bìa màu xanh, bìa dày ha. Thì mình có thể bỏ ở dưới cái khay phía dưới kia cũng được, cái khay to to phía dưới kia ha. Nếu mình bỏ vào thì mình vẫn để auto, thì mình mới bấm in thì nó vẫn chạy ra, nhưng mà thường thường bỏ ở đây thì nó đơn giản hơn ha. Thì mình chúc cho tất cả mọi người có thể làm những cái này rất một cách rất là dễ dàng ha, thành công. Mong cho tất cả mọi người có thể làm được. Mọi người có những thắc mắc thì cứ comment ở dưới để mình trả lời ha. Muốn mình làm những video gì hướng dẫn cứ comment để mình có thể tạo nên video có ích ha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.